Thì các bạn trước khi mình trao đổi trực tuyến thì cũng lưu ý một số ý với các bạn rằng những cái hỏi đáp ở đây thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo và không có mang tính chất thay thế việc chẩn đoán và điều trị cũng như quảng cáo bất kỳ một sản phẩm nào nha các bạn. Tôi sẽ trả lời, cố gắng trả lời những cái câu hỏi của các bạn, hy vọng sẽ giúp các bạn giải đáp những cái câu hỏi khúc mắc về vấn đề sức khỏe sinh sản. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem lại trên kênh YouTube ha, chính thức đó các bạn. Vào cái YouTube các bạn có thể đánh PS Phạm Quang Nhật ha, thì đây là cái kênh YouTube. Thì ở cái kênh này ta cũng có up những cái video để trả lời những cái câu hỏi cho các bạn cũng như là những cái video cũ ha, để các bạn cũng có thể tham khảo. Ngoài ra thì còn có cái trang web ha, là psvanquanhat.com. Thì ở trên đây là cái trang web, nó đơn giản thôi, tuy nhiên nó cũng khá là nhiều thông tin. Và chẳng hạn như các bạn có thể vào đây, các bạn vào mục tìm kiếm ha, tìm kiếm thì các bạn ví dụ như các bạn muốn đánh về vấn đề dinh dưỡng ha, các bạn có thể đánh chữ dinh dưỡng ha. Đó thì cái vấn đề dinh dưỡng nó sẽ ha, có nhiều cái vấn đề ở trong đây cho các bạn có thể tham khảo ha, rất là nhiều mục ha các bạn nha. Cái mục ngày hôm nay đó là vết mổ cũ trên một cái tử cung đã từng mổ lấy thai, và cái việc mổ như vậy nó gây ra ứ dịch vết mổ cũ hoặc là huyết vết mổ cũ, gây ra là chúng ta không thể có bé thứ hai, hoặc là chúng ta làm thủ tục nấm nghiệm, chúng ta chuyển phôi và không có thành công. Thì chúng ta sẽ vào cái đầu tiên rằng là các bạn sẽ thấy đây là cái hình ảnh cho các bạn xem. Đầu tiên đây là một cái hình siêu âm của tử cung. Thì cái tử cung này là một cái hình ảnh rất điển hình của một cái ứ dịch ở vùng vết mổ ha. Thì tử cung bình thường của chúng ta ở vùng đáy này nè là có khoảng 3 lớp cơ, thì như vậy rất là dày. Còn ở cái vùng mà mổ lấy thai, tức là các bác sĩ mình á, thì khi mổ thì sẽ ở đây là đoạn eo, thì cái đoạn này nó chỉ có 2 lớp cơ. Và vì một lý do gì đó, sau khi lấy thai nhi, lấy hết toàn bộ ha, bánh nhau ha, màng ối này ra hết, thì khi chúng ta bay lại thì cái cấu trúc ở đây nó không có được tái tạo tốt. Thì như vậy cái cấu trúc này nó theo thời gian nó có thể tái tạo hay không? Thật ra thì sau 18 tháng thì cấu trúc này nó hình thành cố định. Thì do đó là thường cái lời khuyên, nếu như các bạn có phẫu thuật mà lấy thai thì như vậy các bạn cố gắng rằng là để sau 18 tháng thì các bạn hẳn để có thai lại. Đó. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là sau 18 tháng nó đã hình thành rồi. Cái vùng cơ này khi nó đã huyết rồi thì nó sẽ dẫn tới cái việc khi chúng ta có kinh kỳ nè, thì nó sẽ ứ dịch ở vùng này. Và khi cái chuyện ứ dịch này nó sẽ đi trào ngược vào trong cái lồng tử cung, và đó gây ra một cái chuyện là ứ dịch ở nơi lồng tử cung. Thì cái dịch này nếu như một số bạn ha, thì sẽ không có một cảm giác nào hết. Một số bạn sẽ có gọi là rong kinh và sau khi hành kinh. Một số bạn sẽ có triệu chứng quan hệ đau ha. Một số bạn sẽ có là bất thường, những dịch bất thường ha, dịch hôi, có thể dịch độc bất thường ha. Mà quan trọng nhất rằng là khi chúng ta chuyển phôi, đây là cổ hoài cổ tử cung ha, khi chúng ta chuyển phôi chuyển một phôi thai vào đây, thì cái dịch này nè nó sẽ đi vào trong cái tử cung và nó gây ra rằng là cái phôi không thể phát triển được, do cái dịch này nó độc cho phôi. Thì đây là cái hình ảnh mà nội soi ha, các bạn nhìn thấy đây hình ảnh nội soi. Thì khi nội soi thì chúng ta thấy ngay đây là đây là vùng cơ tử cung, đây vùng cơ tử cung và đây là vùng huyết, và như vậy là nó dịch nó sẽ tụ ở đây ha. Đây là cái hình ảnh mà đã mổ ra và cắt ha, cái này là hình minh họa của giải phẫu. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thì thông thường rằng ở vùng huyết vết mổ này thì chúng ta sẽ phải có những phương án
thì các bạn sẽ thấy những cái phương án. Đây là cái hình ảnh cho các bạn thấy bên tay này là các bạn đang muốn có thai, bên đây là các bạn không có muốn có thai nữa. Thì chúng ta bàn trước về cái bên đây, tức là các bạn không muốn có thai. Thì nếu như không có triệu chứng gì hết thì chúng ta chỉ theo dõi. Nếu chúng ta có triệu chứng tức là có rong huyết, rong kinh sau một hành kinh, hoặc là các bạn bị đục hôi liên tục thì chúng ta sẽ được các bác sĩ đo bằng siêu âm, hoặc là làm siêu âm bơm nước để nó đo. Thì cái bề dày lớp cơ tử cung nếu trên 3 mm thì chúng ta có thể là nội soi chúng ta tái tạo. Thì cái nội soi chúng ta tái tạo ở đây là chúng ta sẽ dùng một cái thiết bị gọi là cái vòng cắt này và chúng ta cắt cái vùng này để cho nó rộng cái chân ra để cho cái vùng dịch này không ứ dịch. Và nếu như mà cái dưới 3 mm thì chúng ta sẽ phải nội soi và chúng ta mở cái lớp mổ ra, chúng ta may tái tạo lại. Và cái các bạn quan tâm chính là cái bên tay trái này tức là các bạn có cái bị không có thai lần thứ hai. Thì cũng vậy, nếu như mà cái bề dày vết mổ đó dưới 3 mm thì như vậy chúng ta phải nội soi chúng ta phải nội soi, chúng ta sẽ cắt cái vùng cái chân này thì chúng ta thấy đây là hình ảnh nội soi chúng ta cắt chúng ta cắt để cho cái vùng chân này nó không bị hẹp, cái vùng chân này thì như vậy dịch nó sẽ không bị ứ dịch Thì nếu như mà nó mỏng quá thì chúng ta buộc là phải làm một cái nội soi trên đường bụng không có nội soi ở ngã âm đạo nữa, mà nội soi trên đường bụng để có khả năng rằng là chúng ta may lại Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái ứ dịch vết mổ nó là một cái rất là hay gặp ở những các bạn mà có cái sẹo mổ cũ. Và khi mà chúng ta khám thì cái hình ảnh ứ dịch vết mổ thường hay xảy ra đối với các bạn. Thì như vậy các bạn sẽ có nhiều cái băn khoăn đối với ứ dịch vết mổ, và đây là cũng là một thách thức cho các bác sĩ ở lĩnh vực sản khoa, phụ khoa cũng như là hiếm muộn vô sinh đó. Thì đó là một cái điểm qua, một cái kiến thức tổng quan để cho các bạn thấy được rằng là cái việc mà chúng ta có cái ứ dịch vết mổ thì cần phải khảo sát bởi các bác sĩ chuyên khoa thì trong đó là gồm có bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ siêu âm, và chúng ta làm cái siêu âm bơm nước và cuối cùng là bác sĩ hiếm muộn đó. Thì việc điều trị sẽ tùy theo từng cá thể, chúng ta không ai giống ai, tuy nhiên chúng ta có một cái hướng điều trị nha các bạn đó. Thì cái câu trả lời cho các bạn để chốt lại: nếu chúng ta có ứ dịch vết mổ thì chúng ta siêu âm sau sạch kinh, ngày kinh thứ 6 cho tới ngày kinh thứ 10. Thứ hai, chúng ta làm siêu âm bơm nước để đánh giá cái ứ dịch. Thứ ba là chúng ta sẽ đo cái bề dày của nơi vết mổ. Nếu bề dày nơi vết mổ dưới 2.5 mm ứ dịch mà chúng ta có hiếm muộn vô sinh thứ phát, thì chúng ta phải làm nội soi ngã âm đạo xác định nơi mỏng nhất, và nội soi trên đường bụng để chúng ta phá cái nơi vết mổ mỏng và may lại. Nếu vết mổ từ 3-5 trở lên thì chúng ta có thể nội soi ở ngã âm đạo đi vào trong buồng tử cung để chúng ta làm rộng cái chân ra, hy vọng nó sẽ không còn ứ dịch đó. Thì như vậy là các bạn cũng đã hiểu qua ứ dịch vết mổ Và nếu như chúng ta không có mong muốn có thai mà chúng ta có ứ dịch vết mổ gây ra những cái tiết dịch, những cái rong kinh, thì một cái điều trị đơn giản mà các bác sĩ hay sử dụng đó là uống thuốc ngừa thai. Thuốc ngừa thai thì nó cũng có tác dụng đối với vùng vết mổ, nó làm cho khống chế vùng vết mổ việc ứ dịch sẽ trở nên hạn chế hơn. Dạ các bạn mong rằng là các bạn sẽ có một cái thai kỳ thành công, một đứa bé đáng yêu
Theo như mong muốn của hai vợ chồng thì các bạn vẫn tiếp tục gửi câu hỏi về cho bác ở bên dưới video hoặc là bên dưới kênh YouTube của bác cũng có video, các bạn có thể để tin nhắn ở phía dưới hoặc là nhắn cho bác qua Messenger bác sĩ Phạm Quang Nhật. Thì những câu hỏi của các bạn thì bác sẽ tổng hợp và làm những video ngắn trả lời cho các bạn ha. Các bạn cũng thấy đó, có những video về tê tay, những video về khô âm đạo ha, trả lời cho các bạn. Rồi, rất mong các bạn gửi câu hỏi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp, những buổi nói chuyện kế tiếp.